tư vấn cho tôi. Vâng, chú là bị bệnh lý gì đấy ạ? Có thằng con trai nó bị thấy nó bảo là bị u não mà. U não ạ, vâng. Là bị phát hiện từ bao giờ ạ? Nó mới đi chụp mà. Nó là ở Thủy Trấn Đỉnh hay là ở đâu ạ? Không biết là đã được nói cái gì mà đã hỏi được chính xác đâu, gọi điện không thấy nó trả lời, không biết là nó chỉ thấy bảo u não thôi chứ không biết là u gì, hôm nó nói quên bố rồi. Thực ra thì là cái vấn đề u não thì nó có rất nhiều cái vấn đề, tức là bệnh nhân là do có thể là sử dụng điện thoại nhiều quá này, để sóng điện thoại ấy, hay là vấn đề về thận này, vấn đề về phổi phiếc các thứ đấy, đấy nó xảy ra và khối u nó sẽ phát triển lên khiến cho bệnh nhân bị đau đầu, buồn nôn và có thể là bị mờ mắt đấy, rối loạn về nội tiết tố nữa. Em không biết là bạn ấy là có những cái biểu hiện như thế nào ạ? Trước thì thấy nó cũng thỉnh thoảng nó kêu đau đầu thôi chứ còn không chắc là mắt mình không biết gì, vẫn bình thường. Thỉnh thoảng đau đầu. Bây giờ kích thước khối u là bao nhiêu mình có biết không ạ? Chưa gặp được nó trực tiếp. Ở xa. Bạn bao nhiêu tuổi vậy ạ? Sinh năm 94. Thế thì vẫn còn trẻ, đã có gia đình chưa? Có rồi. Thế thì này phải điều trị ngay để tránh cái khối u nó chèn ép vào cái não sọ nhé. Tức là cái não mình ạ, não bộ nó là vùng trung tâm điều khiển mọi hoạt động trong cơ thể, cái ý thức này, hoạt động trong tất cả mọi thứ đấy. Nên là khi mà mình suy giảm thì và nó sẽ nhiều cái tác nhân, có thể là bạn ấy rượu bia này, hay là mình tiếp xúc quá nhiều về sóng điện thoại đấy, nó là những nguyên nhân chính. Để điều trị thì làm sao mình ngăn chặn được các khối u đó xâm lấn các tế bào lành, cái điều đấy là thành công. Nhận lên u nó phát triển hình thành qua đường máu, nguồn dinh dưỡng mình tiếp nhận hàng ngày, ví dụ mình ăn những cái thực phẩm dầu đạm hay là chiên xào dầu mỡ, nó sẽ nuôi dưỡng cái khối u nó phát triển đấy. Bạn đấy có hút thuốc gì không ạ? Không. Rồi bạn đấy có rượu bia không ạ? Không, nó không rượu, thuốc thì là trước nó cũng hút nhưng mà bây giờ nó toàn hút cái gì nó gì gọi là để cho nó đỡ thèm thuốc thôi chứ nó không. Nó lên khói thôi nhưng nếu không, mà không có thể thuốc bỏ hẳn được thì rất là tốt đấy, nó vì nó ảnh hưởng đến xung thần kinh mà. Nhất là thế, thứ hai là phải đi ngủ sớm, tránh tiếp xúc với điện thoại nhiều quá và các thiết bị, nói chung là nó sẽ có cái sóng bức xạ ảnh hưởng đến não. Bây giờ cháu khuyên một tí là không ăn đồ đạm động vật nhé, trứng lộn hay thịt đỏ thịt bò thịt chó nhé. Không ăn thịt đạm thịt bò thịt chó à? Bò thịt chó thịt đỏ đấy, trứng lộn các thứ là tuyệt đối đừng sờ đến cho cháu nhé. Nếu mà ăn vào hôm nay chú cũng xem cũng nói về cái ăn uống thì cũng bỏ được kia thịt đỏ ấy. Vâng đúng rồi ạ. Đấy. Vâng, thế thôi cháu chào chú ạ. Vâng, chào chú cố gắng lên. Vâng.